Xin chào các em, chúng ta sang bài một số ID là 007. Bài toán này là bài toán mà thầy minh họa cho phần ST nâng cao. Và cụ thể ở đây là thầy sử dụng các giá trị trung bình để giải quyết những bài toán ST nâng cao này. À, hy vọng những video này có giá trị tham khảo với các em, nhất là những em mà có nguyện vọng. Chúng ta mong ước đạt 9 cộng. Thế thì bài toán này là bài toán có 3 ST, 3 ST rất là khó rồi, 3 ST các em phải định hình, bao giờ chúng ta phải tìm đến một cái ST dựa vào giá trị trung bình rồi. Bài toán này rất xử lý thấp thông thường Thầy có 21,62 gram Thầy dồn chất luôn Thành C, H2 và oxy Đó Phản ứng số 1 là phản ứng với oxy Cháy lên ra CO2 và nước Phản ứng số 2 là phản ứng với lại Ở đây thầy có là phản ứng với lại NaOH vừa đủ luôn Số mol là bằng 0,3 mol Khi số mol NaOH là 0,3 mol Thì suy ra cái COO của thầy tạo ra sẽ bằng 0,3 mol như vậy kết quả cái oxy ở đây thầy có là 0,6 Các nhân 2 lên Carbon và hydro chưa biết đặt là A và B đi Thì tương ứng với đây là A và B Chúng ta xử lý AB thông tin này rất là đơn giản thôi Thứ nhất là bảo toàn khối lượng 12A cộng với 2B Cộng với 0,16 À xin lỗi 0,6 Nhân với lại 16 Bằng 21,62 Phương trình thứ hai là phương trình liên quan đến khối lượng dung dịch uh, giảm đây kem có là khối lượng dung dịch so với trước giảm Đây 34,5 Thì bằng cái làm cho nó giảm trừ đi cái làm cho nó tăng Đó em thấy rằng là CO2 và nước sục vào kiềm Thì kết quả tạo ra kết tủa là CaCO3 Như vậy thầy có sẽ là gì à, 100 nhân với A trừ đi cái làm cho nó tăng là 44A Cộng với 18B Thì bằng con số của thầy đây là 34, Kết quả các em tìm ra AB Đó, rất là đơn giản thôi A các em tìm ra bằng 0,87 B các em tìm ra bằng 0,79 0,79 Tiếp tục, thầy tìm được một giá trị trung bình đầu tiên để thầy chặn, đó là m trung bình rồi. Đề thi cho khối lượng 21,62, biết tổng mol là bằng 0,3. Đó, thì các em tìm ra được, các em chia luôn đi các em chia 0,3 Ok rất đẹp rồi 72 Bằng 72,06 Như vậy phải có một cái ST của thầy nhỏ hơn 72,06 Và cái ST đó của thầy ở đây Là ST ở đây trong đó có một ST Trong đó Y và Z không no này Có một lối đôi CC Và lại thế thì kết quả thầy có sẽ là HCOOCH3 là ST bé nhất duy nhất mà nó có giá trị là nhỏ hơn 72 đó, đó là 60 đó tiếp tục thầy có 2 ST còn lại của thầy phải là 2 ST có một nối đôi CC vậy đặt là trung bình HN trung bình trừ 2 O2 đó tiếp tục ở đây thầy có là gì nữa số mol CO2 bằng 0,87 số mol nước là 0,79 thầy sử dụng quan hệ mol lấy CO2 trừ nước thầy tìm ra được số mol này bằng 0,08 và số mol thứ nhất là bằng 0,3 trừ 0,08 bằng 0,22 kết quả thầy bảo toàn C thầy tìm ra n trung bình sẽ bằng là 5, ở đây thầy có 5,3 vậy ở đây em để ý hộ thầy người ta cho các em là gì đây? À, chỉ chứa hai muối vậy chứng tỏ rằng là một muối đầu tiên là muối của este thứ nhất và hai cái este còn lại tạo ra trung gốc muối và hai rượu kế tiếp vậy suy ra là một thằng là c 5 và một thằng là c là c 6 rồi như vậy cái este của thầy ở đây lại phải có đồng phân hình học nữa như vậy thầy suy luận luôn cái este đầu tiên đói cần tìm sẽ là COOCH3 5C và cái ETA số 2 của thầy Hơn một nhóm CH2 Vậy là CH3 CH lối đôi C lối CH2 À xin lỗi lối COO C2H5 Bởi vì nó cùng gốc muối Và tổng số mol là 0,08 Như vậy kết quả đề thi hỏi rằng là Khối lượng muối có phân tử lớn hơn Trong hỗn hợp E là F là Tức là người ta hỏi muối Như vậy kết quả có hai muối là muối HCOONA là 0,22 và muối thứ hai là CH3 lối CH lối đôi CH lối COONA số mol là 0,08 phân tử ở đây lớn hơn như vậy đây là muối này rồi vậy kem nhân vào thầy có là bao nhiêu đây 0,08 0,08 nhân với mỏ ngoặc ở kia thầy có là 67 này cộng với lại à, 10 15 cộng với 13 cộng 13 bằng 8,64 gam. Múa này của thầy là bằng 8,64 gam. Vậy đáp án thầy có ở đây là đáp án A rồi. Đó. Một cái bài tập mà tương đối là vất vả nếu các bạn không quen.